mừng tất cả quý vị khán giả thân thương. Tôi là Long Chun và ngày hôm nay Long Chun rất vinh dự được đứng ở đây cùng đồng hành với quý vị trong đêm bán kết của chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo. Vâng, xin giới thiệu MC diễn viên Đại Nghĩa. Giám khảo nữ ca sĩ Hòa Minzy. Quý vị thân mến, đã 10 tuần trôi qua. 10 tuần không phải là một cái khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để cho các thí sinh nhí của chúng ta trưởng thành hơn ở mỗi tuần. Và mỗi lần Gương Mặt Thân Quen quay trở lại với quý vị thì đều đem đến những điều bất ngờ. Và điều bất ngờ trong đêm thi ngày hôm nay mà Long Chun muốn gửi đến tất cả các quý vị, đó chính là trong đêm thi này, các thí sinh nhí của chúng ta sẽ phải tự mình tỏa sáng ở trên sân khấu mà không có sự hỗ trợ từ các huấn luyện viên. Bên cạnh đó, các huấn luyện viên sẽ đóng vai trò là một cố vấn chuyên môn và ngồi chứng kiến tất cả những cái phần thi của các bé trong ngày hôm nay. Vâng, và như quý vị cũng đã nhìn thấy, các cố vấn chuyên môn của chúng ta hôm nay ngồi ở kia có một người mà rất là nhiều hạt. Khi mà anh ấy ngồi ở đó thôi, lấp la lấp lánh xung quanh luôn cả trường quay của chúng ta ngày hôm nay. Huấn luyện viên Trịnh Tú Trung thân mến, anh có thể chia sẻ về cái cảm hứng của mình là lý do tại sao mình lại chọn một cái bộ trang phục mà nó nền nã đến như vậy đúng không ạ? Lý do mà Trung chọn bộ trang phục này thì chắc là khi mà chương trình bắt đầu, mọi người theo dõi các tiết mục thì xỉu là tại sao tôi Trung mặc bộ trang phục này và ngồi ở đây trong đêm hôm nay ạ? Đó sẽ là một ẩn số bất ngờ đó. Là tôi biết. Hay thế. Là vì đã đến đêm bán kết rồi, sắp hết thời gian để Trịnh Tú Trung làm lố rồi. Cho nên đây là một những đêm cuối để làm lố, để làm lố. Phạm Lịch thân mến, bạn nhận xét thế nào về bộ đồ của huấn luyện viên Trịnh Tú Trung ạ? Cũng rất là đặc biệt, rất là không bình thường nhưng mà vẫn không đẹp bằng chị. Vẫn không đẹp bằng chị. Chỉ ít phút nữa thôi thì học trò của mình sẽ biểu diễn ngay trên sân khấu. Mình có một cái lời chúc nào gửi đến mấy Khánh Chi không? Cô Lịch muốn gửi một lời đến Khánh Chi là cứ tự tin và cứ tin vào bản thân của mình. Đối với cô Lịch thì Khánh Chi là một thí sinh vô cùng tài năng và tuyệt vời. Và cô Lịch rất là tự hào khi có thể được làm việc chung với Khánh Chi. Cảm ơn Phạm Lịch rất nhiều. Bảo Yến Đô Chí, ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào và hiện tại trong lòng mình có đang rất là lo lắng cho thí sinh của mình không? Hôm nay thì em cảm thấy là em đang rất là vui và hào hứng để chứng kiến và lắng nghe xem con mình sẽ trình diễn một mình như thế nào. Và cũng có một cái chút lo lắng, bởi vì là không biết là lên đó bé có tự tin để có thể làm hết sức mình và làm tốt nhất cái ca khúc này hay không. Thế còn Phượng Vũ bạn thì sao ạ? Phượng Vũ cũng hơi lo lắng một chút, tại vì Phượng Vũ biết là sức khỏe của Khả Hân hiện tại bây giờ chưa được tốt, hình như là bị viêm họng. Nhưng mà Phượng Vũ nghĩ rằng với cái bản lĩnh sân khấu của Khả Hân, cái tài năng của con thì con sẽ làm tốt cái đêm nay. Dù thế nào đi chăng nữa thì mình hãy cứ cháy hết mình nhá Hân nhá. Vâng, và còn Thái Bình, chắc hẳn bây giờ bạn đang có rất là nhiều những cái tâm sự muốn chia sẻ đúng không? Hôm nay em chỉ muốn gửi lời động viên đến Phong thôi. Hiện tại thì chắc chắn là Phong đang khá là nhiều áp lực, tại vì đây cũng là cái chặng cuối của chương trình rồi. Thì em cũng chỉ muốn nói với Phong là Phong cố lên và hãy cứ là mình và hãy sống hết mình trên sân khấu. Chỉ vậy thôi ạ. Em cảm ơn. Long Chun tin rằng những lời động viên đó sẽ giúp cho các bé tự tin tỏa sáng ngày hôm nay. Và chúng ta không áp lực đâu, bởi vì sẽ có một người ra đây và san sẻ bớt những cái áp lực đó với chúng ta. Ngay bây giờ Long Chun xin giới thiệu giám khảo khách mời, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Nguyễn Hồng Thuận thân mến, được biết anh là một vị giám khảo mà rất là kỳ cựu trong chương trình Gương Mặt Thân Quen. Thế thì cảm xúc của anh ngày hôm nay như thế nào và anh trông đợi điều gì từ các thí sinh nhí của Gương Mặt Thân Quen năm nay? Đầu tiên thì cho phép Thuận xin được gửi lời chào đến Long Chun, xin chào anh Đại Nghĩa, Hòa Minzy, các bạn huấn luyện viên và đặc biệt xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Thuận đã trở lại rồi. Thì ngày hôm nay khi mà biết thí sinh là các bạn nhí á, thì Thuận đã chọn một cái bộ đồ nó sắc màu nè, rồi mình chọn một cái mái tóc nhìn nó có cute hơn. Anh nghĩ là ngày hôm nay anh tin nhất sân khấu này, nhưng mà anh sai rồi. Anh sai rồi. Có một người tin hơn anh nữa. Vâng, anh chưa đủ sắc màu đâu. Đúng rồi. Anh muốn biết ở đâu đủ sắc màu, anh hãy hướng mắt về ghế giám khảo. Khi mà anh vô mà mái tóc là anh biết là sai rồi, anh bị thua rồi. Đúng là anh biết anh Nghĩa chơi cái mái đầu Neymar đó, là anh chơi cái bộ đồ bảy sắc cầu vồng rồi.
Anh đâu ngờ cái màu xanh của anh này chìm quá. Xin mời anh Nguyễn Hồng Thuận, bây giờ chúng ta hãy lại vị trí ngồi cạnh cái người đàn ông vô cùng sắc màu đó để tiếp tục cùng giao lưu với chương trình anh nhé. Mời em đến đây. Dạ. Chào mừng em quay trở lại. Anh Thuận ơi, anh có thể tiếp tục trả lời câu hỏi của em là ngày hôm nay anh trông đợi những điều gì từ các thí sinh nhí được không? Mà ngày hôm nay trên đường mà anh đi tới đây anh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì các bạn nhí khi mà các bạn hóa thân thành người lớn thì cái sắc thái giọng, cái màu sắc, cái âm nhạc này nọ nó rất là khác biệt. Và đó là một cái điều rất là khó và thử thách các bạn thí sinh ngày hôm nay. Cho nên anh ngoài cái việc háo hức anh cũng rất là hồi hộp. Vì anh không biết là các bạn làm như thế nào mà cái tính anh thì anh khá là xấu tính. Bởi vì anh nhiều khi anh chấm anh hơi khó tính á. Anh sợ là nhiều khi các bạn mà làm không có đạt á, cái lỡ mà anh nặng lời các bạn khóc thì chắc là anh có lỗi với thầy thí sinh lắm. Anh ơi, trước khi anh ra thì Long Chun có giới thiệu anh sẽ là một người san sẻ những cái hồi hộp và vất vả của các thí sinh, nhưng anh lại ra đây và nói ra mình sẽ chấm thật khó. Ok, anh sẽ bẻ tiếp ạ. Bình thường anh khó tính nhưng ngày hôm nay các bạn nhí đó, với một bộ đồ này anh sẽ đóng vai ông bụt ạ. Ông bụt ạ. Nếu như bây giờ em chỉ đóng vai hiền lành như hoa hậu thân thiện thì hóa ra cái chương trình mình nó dễ vui với tất cả mọi người đúng không? À, nếu như thế thì cái vai trò giám khảo của em nó có thật sự có giá trị hay không? Có thật sự quan trọng trong ngày hôm nay không? Bẻ tiếp anh xem. Anh là phải ác à? Bởi vì anh suy nghĩ nếu mà hiền quá mùa sau khả năng không được mời nữa. Thế là phải ác trở lại không à? Em ơi bây giờ hãy bẻ nữa giùm anh. Nếu như bây giờ em chỉ nghĩ đơn giản cái việc là mùa Sam không được mời nữa mà em là tiếp tục em đóng vai ác thì đúng hóa rồi. Ra người ta nghĩ rằng em anh vì việc được mời à? Vì tất cả mọi cái để ngồi đây sao? Thưa anh chị và thưa khán giả, em xin phép được về trước được không ạ? Em thấy mệt rồi ạ. Đó. Một chút như thế để em thấy rằng ngồi vào cái vị trí ghế nóng này nó không đơn giản một chút nào đâu. Dạ. Nó nóng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn nha. Nghĩa bóng có nghĩa là đúng, cái áp lực của chúng ta khi chúng ta chấm điểm cho các con nó rất là khó, nó phải cân nhắc rất là nhiều cái, nói làm sao để các con không cảm thấy buồn tủi mà các con có thể tiếp thu được những cái lời góp ý để các con có thể hoàn thiện hơn và tốt hơn. Còn nóng theo nghĩa đen đó là gì? Ngồi đi lâu quá cái ghế nó nóng thiệt em ơi. Nó nóng thật rồi mà. Và hôm nay nó quan trọng hơn cái là lại là bán kết, nó không còn một cái đêm nào để quyết định và chung kết nữa cả. Đêm nay sẽ là một cái đêm coi như là đêm cuối cùng để chúng ta chọn được các thí sinh đi vào chung kết. Ngày hôm nay dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì cô Hòa cũng có một cái lời rằng là các con đã thực sự là cố gắng và đã quá là vất vả trong suốt 10 tuần qua rồi. Nên là các con hãy coi như đêm nay là một cái đêm trình diễn để mình có một cái tâm trạng tốt nhất. Bởi vì cô Hòa thấy các thí sinh của cô á là khi mà các con thoải mái và các con nghĩ là đang được trình diễn thì thường là các con sẽ biểu diễn tốt hơn. Bởi vì vậy là mong là đêm nay tất cả 6 thí sinh sẽ trình diễn thật là hay và nhận được thật là nhiều tình yêu thương của quý vị khán giả nha. Không để ban giám khảo và quý vị chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên. Ở tuần trước thì bé Sĩ Luân đã xuất sắc giành giải nhất tuần và bấm chọn một nhân vật đó là Hugh Jackman. Vậy chúng ta hãy cùng thử xem cả một tuần vừa rồi bé Sĩ Luân đã tập luyện như thế nào. Ngay bây giờ xin mời quý vị. Hello, xin chào tất cả mọi người. Binh Chi Linh đã trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay Binh Chi Linh rất là tự hào khi được vào phòng. Tự hào. Tập vừa rồi thì thực sự là phải nói là cô rất là tự hào luôn á. Tại vì cô chỉ hỗ trợ diễn một phần cuối thôi. Cho nên là cái đúng thật là cái nhất tuần này thực sự rất là xứng đáng đối với Sĩ Luân luôn á. Đây, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gắn cái mảnh đất này lên trên cái bảng liền. Trời ơi, nhanh lên con ơi. Ôi, vinh dự quá. Nhanh lên. Rồi, dán nha, dán nha. Xin mời con dán cái mảnh đất này lên cái vùng đất màu mỡ này. Ồ, dán nha. Rồi, có bao nhiêu tấm ảnh đây rồi? Có 8 tấm rồi, giờ tấm thứ 9 nha. Tấm thứ 9 nha. Dán đây, dán nha. Chúc mừng con đã có một lô đất ở trên mảnh đất của gương mặt thân quen của con hả mày? Luôn. Rất tuyệt vời ạ. Vô địch ạ. Vô địch, vô địch, vô địch, vô địch. Lúc chúng ta được mở cái hộp quà này đây, không biết trong này sẽ có vàng bạc châu báu gì không vì đúng là rồi, mở ra nếu mà có vàng bạc chúng ta sẽ giàu. Vì là nghe nói là cái gì hỏa hay tặc đồ đó tới bây giờ mới được đúng mới rồi diện kiến đó đúng không? Rồi bắt đầu nhé mọi người, coi nào, coi ông trời sắp đặt cho con vào tấm thẻ nào. Quá trời sự lựa chọn quý vị, tôi rất bất ngờ khi mà trong cái rương này á nó quá nhiều sự lựa chọn.
con có được cái tấm thẻ là vàng nha, rất vàng luôn. vàng quá luôn, tấm rất vàng luôn. Đố con lấy gì nào? Lấy gì vậy? Đọc lên coi. Một buổi nạp năng lượng đặc biệt. Wow. Rất là cảm ơn chương trình với món quà cực kỳ ý nghĩa. Và con nghĩ là cái phần thưởng này sẽ giúp ích cho con trong tập 10 bán kết lần này rất là nhiều. Và con cảm ơn chương trình rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ tạm gác qua tập 9 xong một bên. Tập 10 con bấm chọn chúng chú Hugh Jackman, một người nhân vật rất là nổi tiếng ở dưới Hollywood luôn. Thì con sẽ làm bài The West Show trong cái bộ phim của The West Show mình luôn. Và không chỉ vậy đâu, con còn sáng tạo thêm là con còn make up thêm một bài nữa là bài This Is Me. Wow, thật sự là đáng mong chờ đó. Bây giờ là con sẽ phải trở lại với chú Trịnh Thu Trung rồi. Thì cô cũng rất mong là tiết mục sắp tới tuần này sẽ được chú Trung hướng dẫn thật là kỹ. Mặc dù là chú Trung sẽ không cùng với con biểu diễn trong tập này, con phải diễn một mình, nhưng mà con phải cố gắng lên nha, hãy chiến thắng bản thân mình. Và cô tin, cô có một linh cảm là con sẽ làm rất tốt. Và mọi người cùng đón xem và ủng hộ cho con bài trong tập 10 lần này nhé. Yay! Chiến thắng! It's the moment you had waited for. Been searching in the dark, just squeeze, looking for the Lord. And bearing the bond that you need, that you can't ignore. Taking your break, stealing your mind. And all that's for you is a level behind. Don't fight, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what come up to. It's falling out, shining anything that you know. The surrender, can you feel the feeling taking off? It's baby, it's freedom with the calling of it. In the picture, in the footprint, and the body motion. Something beating at the beat of everyone, holding all that you know. Tell me, do you wanna go?
and the lost get found in the crowd of the shots game. So fight is coming for you, running a show. It's funny, it's sunny, keep the working hustle. It's fighting now, shining energy that you do. Just surrender to your calling and you wanna go. We're coming to the call of life. Run away, run in the night. What's it come to? It's the key over you. What's he come to? He's taking over you. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And here I'm all of you. It's where you wanna be. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And here I'm all. Cảm ơn phần hỗ trợ của diễn viên Suri và vũ đoàn Huỳnh Mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thực sự quý vị thân mến, đứng ở phía khán giả không hiểu sao có một cái cảm giác rất là xúc động và chúc mừng con. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Có vẻ như là cô Hòa Minzy có rất nhiều điều muốn chia sẻ với Sĩ Luân trong buổi tối ngày hôm nay phải không ạ? Thật sự là cô Hòa cảm thấy chưa một cái tiết mục nào mà cô Hòa cảm thấy xúc động về Sĩ Luân như thế này, kể cả là tiết mục con hát cho gia đình, cho mẹ của mình. Đặc biệt là cái lúc mà bạn ấy đu dây lên lúc cuối nha. Con xoay, rồi con chuyển hình thể, rồi con đưa chân, đưa tay ra ngoài mà cô Hòa run cầm cập luôn, không biết được nhớ có một chuyện gì xảy ra. Sợ lắm, bởi vì lúc đó đã là gần đến cuối tiết mục rồi mà Sĩ Luân đã rất là mệt rồi. Lúc đó con không biết là cái tay của con còn đủ sức để mà giữ lại cơ thể của mình hay không. Rồi đến khi mà con ngồi được lên chiếc ghế trên lưng con voi thì cô Hòa đã cảm thấy yên tâm hơn. Ngày hôm nay thì em cảm nhận là không có một cái phần nào trong cái tiết mục này của bé bị hỏng, bị sai hay là có một cái vấn đề gì khiến cho tiết mục của con không hoàn hảo cả. Hôm nay con hát thực sự là không biết là anh Thuận có cảm thấy giống em không? Bé hát thực sự rất là cảm động. Run away, say, when all you are, you are. One let them break me down to dust. I know not till place for us. Mặc dù cô Hà biết đây không phải là một cái thời điểm mà giọng hát của Sĩ Luân được thể hiện tốt nhất, bởi vì con đang bị vỡ giọng. Nhưng mà ngày hôm nay ở tiết mục của đêm bán kết á, cô Hòa phải dành 10 điểm trên 10 luôn cho Sĩ Luân nha. Một tiết mục mở màn của đêm bán kết quá tuyệt vời. Trời ơi. Cảm ơn Hòa Minh Vi rất nhiều. Thế còn giám khảo Đại Nghĩa, anh thấy tiết mục mở màn ngày hôm nay như thế nào ạ?
Bản thân anh cũng rất xúc động khi xem tiết mục này. Anh phải cố gắng lắm để không để cho nước mắt trào ra vào những cái giây phút cuối cùng. Thì tại sao chúng ta lại xúc động như thế? Đây là một cái đoạn trong một cái phim tên là Bậc Thầy Của Những Giấc Mơ. Tuy nhiên chú Nghĩa hình dung và chú Nghĩa liên tưởng tới cái câu chuyện của con. Chú Nghĩa không nhìn thấy rằng một cái sự mà thi thố ở đây. Chú Nghĩa thấy rằng con đang sống với giấc mơ của mình. Đây, giấc mơ của tôi đây. Và đây là giấc mơ của các bạn đây. Và tôi đang hát thay cho tiếng nói của các bạn, thay cho giấc mơ của các bạn. Và chính vì vậy nó làm cho chúng ta xúc động. Đôi khi một giọt nước mắt rơi nó không phải vì một câu chuyện buồn, lâm ly bi đát. Một giọt nước mắt nó có thể rơi vì những cái ý nghĩa nó cao đẹp hơn như thế. Mà để sống được với giấc mơ của mình, nó là một trong những cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cái điều mà chú Nghĩa cũng như cô Hòa hay là chú Thuận và tất cả mọi người xúc động. Nếu như mà mình nhìn về hình thức bên ngoài, mình sẽ không thấy được nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất là về tuổi tác. Cái thứ hai là diện mạo của một người phương Tây. Dạ. Mà Sĩ Luân thì là một cậu bé người Việt của chúng ta. Nhưng mà khi con ra sân khấu và con trình diễn, con hát thì gần như chú Nghĩa quên bén mất hình Đúng ảnh rồi. Của chú ấy. Và chỉ thấy hình ảnh của một Hugh Jackman thu nhỏ đang trên sân khấu với cái ngọn lửa ngùng ngục cháy bỏng. Và con đã làm cho chú Nghĩa và tất cả mọi người thật sự bị thuyết phục với phần trình diễn này. Cảm ơn con rất nhiều. Đúng như lời các giám khảo đã nói ngay từ ban đầu, đêm nay chúng ta đừng có quan trọng là chúng ta phải làm như thế nào mà hãy làm hết mình. Và chú tin là với cái sự hết mình của con ngày hôm nay thì sẽ lấy được cái cảm xúc của chú cũng như là tất cả các khán giả. Xin mời anh Nguyễn Hồng Thuận ạ. Trong những cái chương trình như thế này á, theo như chú, kinh nghiệm của chú từng làm á, thì thí sinh đa phần sẽ chọn những cái phần tiết mục nó khá là an toàn. Nhưng mà ngày hôm nay con đã cố gắng con làm một cái điều và nó trên cả cái khả năng của con. Và đặc biệt là ở cái phần cuối á, khi mà chú thấy con treo người thì chú nghĩ là nó chuẩn bị kết rồi. Nhưng mà không, con chuẩn bị để vào cái đoạn cuối. Con hát những cái dòng gió, những cái dòng chuyển rất là khó. Trời mà ơi. Cái đoạn trong trên đó chú ngồi chú con, chú rất là lo. Bởi vì con phải treo cái chân con trên cái vòng tròn đó, mà con phải bắt đầu chuẩn bị hát cái đoạn cao đó. Thì chú thật sự chú rất là lo. Và khi mà con làm được cái điều đó đó, thì đó là một cái điểm nhấn mà nó làm cho chú. Chú nghĩ trong đầu là chú phải cho con cái điểm cao. Bởi vì trước đó chú cứ ngồi chú trong trên, chú suy nghĩ là vì con chọn cái tiết mục này, cái giọng của con nó đang vỡ, thì cái bài hát cái âm vực nó hơi rộng, cho nên là có những cái nốt cao đôi khi con hát nó chưa có được tới, bởi cái giọng con chưa có định hình xong. Thì phải vài năm nữa khi mà cái giọng con nó định hình, nó ổn định rồi thì con mới hát được những cái bài như thế này. Nhưng mà ở cái đoạn cuối khi mà con đã chọn cái phần trình diễn như vậy, con chọn cái tiết mục như thế này để thể hiện, thì những cái điểm nhấn đó nó làm cho chú cảm thấy là con thật sự là con xứng đáng có một cái con điểm cao trong cái tiết mục này. Xin cảm ơn phần đánh giá của ban giám khảo. Ngày hôm nay thì ban giám khảo đã dành rất nhiều lời khen cho con. Nhưng ở đằng kia thì chú Trịnh Tú Trung đã rơi những giọt nước mắt. Và chú nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt tự hào. Anh có muốn chia sẻ gì không anh Trung? Hay quá Trung ơi, trời ơi. Chú muốn nói là chú cảm ơn con. Vì con đã làm được những gì mà chú đặt để. Và chú nói với con mỗi ngày. Trước khi lên sân khấu thì Trung đã nói rồi. Chắc chắn sau cuộc thi này á, nhiều khi con không thương chú nữa đâu. Con sẽ rất là ghét chú, tại vì chú quá khó khăn. Nhưng mà suy cho cùng, những điều chú muốn làm á, là chú muốn có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Chúng ta tới đây không phải vì điểm số, con nhớ chú nói rồi đúng không? Mà vì con có thứ gì để lại cho con về sau nữa. Phải thật sự cố gắng nha. Con phải luôn nhớ, từ ngày hôm nay con không chỉ là niềm tự hào của mẹ, mà còn là niềm tự hào của chú nữa. Phải cố gắng thêm. Cảm ơn con. Cảm ơn huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và chúc mừng Sĩ Luân, con có một phần trình diễn vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn con. Quý vị thân mến, sau tiết mục đầu tiên thì sân khấu Gương Mặt Thân Quen đang nóng hơn bao giờ hết. Quý vị đừng đi đâu hết, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Và chúng ta đang ở trong đêm bán kết. Phần trình diễn ngay sau đây sẽ gợi nhớ chúng ta về ký ức của thế hệ 8X, 9X. Một người ca sĩ mà in hằn sâu trong tất cả những cái tuổi thơ của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn chào đón nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. 2, 1, xin mời. Wow, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Cái hai đứa cùng một nhóm. Đúng rồi đấy, cùng một nhóm á. Quay chung với nhau con. Ừ, hát chung với nhau hát đi. Hát chung với nhau. Thì đây là tuần bán kết rồi. 6 thí sinh sẽ được nhận thử thách là diễn một mình, không có huấn luyện viên. Con cảm thấy nó cũng có một chút khó, một chút dễ. Rồi, nói chung là nhiều cảm xúc lắm.
nếu mà có cô thì cô sẽ hỗ trợ một phần nào đó trong bài hát của con. Thì cái bài của con chọn á, nó sung nó quẩy giống như là bài của cô Hoàng Minzy con đã chọn. Nhưng mà bài của Hoàng Minzy thì có cô hỗ trợ nên con cũng đỡ đỡ được phần nào. Còn bài này con phải diễn một mình nên con tự quẩy, tự làm trên sân khấu luôn. Lúc tập luyện thì cô Rosie có chỉ con là giọng hát thì phải hát sao mà cho nó trong trẻo, nó cao vút lên, hoặc là nó nhẹ nhàng lại, chứ không phải là hát mấy cái nhạc mà giật mà phải nhấn mạnh cho chữ này hay là nhấn mạnh cho chữ kia. Trải qua 9 tuần thi thì con học được rất là nhiều cái cách hát hoặc là cái phong cách từ các cô chú huấn luyện viên và từ trong nhân vật. Có hy vọng là trong tập này con sẽ làm thật tốt tiết mục này. Mọi người hãy ủng hộ cho con nha. Bye bye. Chia sẻ để rồi ta lại có.
thưa quý vị, và đó là bé Bảo Ngọc trong màn hóa thân thành nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Xin cảm ơn tất cả các vũ công đến từ vũ đoàn Hưng Mến. Cảm ơn bạn. Giống quá con ạ. Thực sự đêm bán kết ngày hôm nay phải gọi là một đêm cực kỳ bùng nổ. Long Chun nghĩ rằng là các bé đang ém ấy, đến đêm nay mới bung ra đấy cô Hòa. Cô Hòa thấy giống không? Và từ bây giờ là cô Hòa có một đối thủ giả giọng của ca sĩ Lương Bích Hữu rồi. Giống. Cô Hòa mấy cái câu đầu cô Hòa bảo chưa giống, chết rồi chưa giống. Xong cái bà hát đến câu thứ ba là thôi rồi đó. Là thấy cô Lương Bích Hữu ở trên sân khấu rồi đó. Mọi ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi đúng một rồi, tí mà tí. Mọi ánh mắt lo lắng khi bạn, đúng không? Con hát lại cái câu đó cho mọi người nghe đi. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình bạn, bạn đúng không? Chúng ta thật quý biến bao nhiêu. Ồ, thế rồi sao sang cái bài Cú Niêu, cái tự dưng quên mất không có luyến giọng cô Lương Bích Hữu vậy? Không phải đâu. Là bởi vì sao? Cái bài đầu tiên với cái tiết tấu, cái giai điệu nó chậm. Cho nên là dễ tập trung để mà hát cho giống giọng cô Lương Bích Hữu. Còn cái bài sau tiết tấu nó nhanh hơn và bị cuốn theo cái giai điệu nhạc. Cho nên là không còn nghe giống nhiều như cái bài đầu tiên nữa. Nói chung là rất là thích giả giọng chị Lương Bích Hữu. Cho nên là ngày hôm nay Bảo Ngọc làm cô Hữu là cô Hòa cũng không biết là Bảo Ngọc sẽ giả như nào nhở. Mà đến hôm nay trên sân khấu là con làm rất là tốt như thế. Cô Hòa thấy càng ngày Bảo Ngọc càng hay này, trưởng thành hơn này. Và khi mà trên sân khấu biểu diễn thì càng ngày thấy con càng thoải mái hơn để biểu diễn á. Thì không biết là có phải là vì đến vòng cuối rồi mình kiểu như mình không cần gì để mà giữ lại nữa rồi, hay là tại vì con có một cái suy nghĩ nào khác để mà mình biểu diễn thoải mái hơn không? Tại vì dòng này là dòng cuối luôn rồi nên con không còn gì để mất nữa nên con cũng phun ra hết luôn. Thương quá à. Thực ra là cô Hà nghĩ á, cô không biết là cái kết quả sau ngày hôm nay như thế nào. Tại vì đây là cuộc thi mà. Cho nên là nếu mà có những bạn làm tốt hơn thì mình cũng sẽ phải công nhận cái khả năng của các bạn này. Nhưng mà riêng với khả năng của Bảo Ngọc ngày hôm nay thì trước hết là cô Hòa chúc mừng con là đã có một tiết mục rất là hay. Và chắc chắn là đây cũng sẽ là một trong những tiết mục hay nhất của Bảo Ngọc trong chương trình luôn. Thế bởi vậy cho nên là cô Hòa cũng có một cái lời nói giống như Sĩ Luân vừa nãy, là mong rằng là kết quả ngày hôm nay dù như thế nào thì Bảo Ngọc cũng hãy cố gắng và lấy tất cả những cái kinh nghiệm mà mình đã có được trong chương trình Gương Mặt Thân Quen để mình làm một cái bệ phóng mai sau này. Nếu mà Bảo Ngọc muốn làm một ca sĩ chuyên nghiệp hơn thì hãy cố gắng lên và mình sẽ vui khi mình được vào chung kết, và mình cũng sẽ vui cho các bạn nếu mà mình không được vào chẳng hạn nhá. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Hòa Minh Di ạ. Ca sĩ Nguyễn Hồng Thuận, anh thấy sao? Thì như mọi người cũng biết á, là mỗi một ca sĩ khi mà người ta nổi tiếng á, là cái màu sắc giọng hát người ta, cách hát người ta nó định hình. Và khán giả đã biết khi mà nghe cái kiểu đó là biết đến ca sĩ đó. Thì ngày hôm nay con làm cho chú rất là bất ngờ khi mà nửa bài đầu con làm rất giống luôn. Có những cái đoạn mà chú và chú Nghĩa phải ngồi cười, cái là mình cảm thấy rất là giống một Lương Bích Hữu mini ngồi đây. Chỉ có tới bài thứ hai là con bắt đầu con cảm thấy con trở về với lứa tuổi của con tung tăng, con hồn nhiên, con chơi với các bạn cuốn cưng này kia. Thì con bắt đầu cái phần mà giả giọng con nó hơi, con hơi quên cái phần chút xíu. Nhưng mà không sao hết, chỉ có một điều tại vì cái lứa tuổi con như vậy thôi, con chưa làm được giống cô Hòa Minzy hay là cô Lương Bích Hữu đâu. Tại vì mấy cô lớn là mấy cô điệu lắm, con hiểu không? Có những cái phần hát rất là điệu, thì con chưa có đủ tuổi, con còn cái kiểu mà hồn nhiên ngây thơ của lứa tuổi của con á. Chứ là chú vẫn cảm thấy là con đã làm rất tốt trong tiết mục này rồi, không thể nào đòi hỏi con điệu như cô Hòa Minzy hay cô Lương Bích Hữu được. Có những cái chỗ rất điệu, những cái chỗ rất là điệu. Đó là cái chỗ gọi là nũng nịu dễ thương. Dạ, nhưng mà mấy cô này làm lố, anh hiểu không? Bé nó nhỏ, nó còn ngây thơ hồn nhiên, nó làm có được. Trời, nãy mình nói quá trời, cái bây giờ ông hiền. Bây giờ ông mới hiền, ông đóng vai hiền đó. Đâu có, nhưng mà thật cái tiết mục này bé dễ thương. Cái nửa đầu á bé còn ráng nhớ mình hóa thân thành nhân vật. Tức là mình đã tìm được cái điểm bé làm giống trong bài đúng, này rồi. Đúng, rồi xong nửa sau bắt đầu mới trở về với lứa tuổi của mình. Bé tung tăng hồn nhiên mà cái lúc đó anh là cảm thấy rất là đáng yêu. Và anh quên mất là đây là một cái cuộc thi mà cái phần của mình là phải giống như cái người mẫu. Nhưng mà thật ra anh là cảm thấy anh thích cái phần sâu hơn. Bởi vì anh cảm giác là bé sống đúng với lứa tuổi của mình. Bé được thỏa cái ước mơ của mình trên sân khấu. Và cái chuyện mà được giải hay không, thắng thua hay không, nó không quan trọng nữa. Quan trọng là mình được hát sân khấu này là mình vui rồi. Yeah. Mà cô Hòa thấy là ngoài cái tiết mục mà Bảo Ngọc làm cô Hòa ra nhá, thì đây là một trong những nhân vật mà Bảo Ngọc làm giống nhất từ đầu chương trình đến giờ luôn. Cái này là chú Nghĩa cũng đồng ý với cô Hòa luôn á. Cũng là điều mà chú Nghĩa muốn nói á. Ngoài cái tiết mục mà con giả cô Hòa con được nhất tuần, thì đây là cái tiết mục mà không phải chỉ là diễn giống không mà hát giống luôn. Đó là cái khó, là bởi vì anh nhìn cái mắt bé đúng không? Đúng. Hồi nãy khi mà bé đến gần anh nè, là anh chồm lên anh nhìn xem coi là gương mặt của bé hóa trang thế nào, thì thấy rõ ràng anh quay qua nói với Thuận, trời ơi bà dễ mắt một mí luôn em ơi. Bây giờ
cái mắt một mí cho giống giống Lương Bích Hữu, và cái chân mày mỏng mỏng giống như cô Hữu luôn ha. Dạ. Và với tiết mục này, cái bài đầu tiên là cái bài với tiết tấu chậm thì mình sẽ dễ để mình bắt chước được những cái nũng nịu, những cái đáng yêu và cái luyến láy trong cái giọng hát của cô Hữu. Nhưng mà qua bài sau, do tiết tấu nhanh cho nên là mình không có đủ cái thời gian trong từng cái chữ, từng câu hát để mình có thể mình luyến láy giống như cái cách mà cô Hữu hát. Mà có một tuần thôi, có một tuần thôi à. À thì đó, thì cho nên là mình có cảm giác là chưa giống lắm thôi, chứ thật ra là anh vẫn thấy cái tổng thể nguyên một cái phần trình diễn vừa rồi của bé Bá Ngọc rất là đáng yêu, và nó là cái phần mà chú Nghĩa cho rằng con giống, thật là giống với cô Hữu so với những tiết mục mà con đã từng hóa đúng thân rồi, trước đây. Đúng rồi. Cảm ơn ý kiến của bạn giám khảo rất là nhiều ạ. Vậy còn Bảo Yến Rosie, bạn có cảm thấy hài lòng về phần thi của học trò mình ngày hôm nay hay không? Dạ em, nói chung là khi mà con của em diễn trên sân khấu thì em rất là xúc động. Em em nghĩ là bé sẽ không có thể mạo hiểm được những cái sự thoát ra quá nhiều. Nên là em chọn cho bé một cái tiết mục mà để bé có thể làm tốt nhất trong cái khả năng của bé. Và nãy giờ bé diễn thì em nghĩ là bé đã làm tốt nhất rồi. Và em rất là tự hào vì con của em đã làm tốt tiết mục vừa rồi ạ. Cảm ơn huấn luyện viên Bảo Yến Rosie, và ngay bản thân Long Trung khi mà đứng dưới kia cũng như là các vị khán giả đều cảm thấy rất là giống. Còn để mà xét về cái góc độ chuyên môn hay như thế nào thì cô Hòa cũng như là chú Thuận đã nói rồi. Chú chỉ chúc mừng con là tiết mục của con ngày hôm nay phải đối với chú Long Trung là rất giống. Chúc mừng con. Quý vị thân mến, ở tuần thi trước thì bé Khả Hân đã bấm chọn được một nhân vật, đó là ca sĩ Ngọc Ánh. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại tất cả những cái hình ảnh trong tuần vừa qua để chúng ta xem là bé Khả Hân đã tập luyện như thế nào quý vị nhé. Chào mọi người. Dạ tuần này con bấm chọn chúng nhân vật cô Ngọc Ánh. Bữa nay con vô phòng mạo hiểm là tại do là chương trình nói là 6 bạn đều phải vô để nhận cái thử thách là biểu diễn một mình. Bữa nay con quyết định là con trình diễn một ca khúc con thấy khá là hay của cô và rất là sôi động, chính là ca khúc Mùa Xuân Đến Từ Những Giếng Dầu. Con với lại cô Phương Vũ đều cảm thấy là cô có chất giọng khỏe, chất giọng vừa khàn vừa thấp, và cô đó thì tông vừa cao. Nhưng mà cái đó là do bán chọn, giờ biết sao được. Thôi thì mình chọn một cái bài nào cho nó vui vẻ để đón Tết. Và bây giờ con xin kính mời quý vị khán giả coi lại clip gốc để so sánh coi con có làm giống như cô Ngọc Ánh không. Mùa xuân từ những gian khoan giữa biển khơi nhìn trông sao vô. Mùa xuân từ những bàn tay với tâm lòng Việt Nam Liên Xô. Mùa xuân hạnh phúc tình yêu, em hãy cười để mùa
xuân về xuân. Cảm ơn tất cả các vũ công đến từ vũ đoàn Huỳnh Mến. Các bạn ơi, các bạn lên đây cho Ngọc Ánh xin một tấm ảnh được không ạ? Tụi em hả chị? Dạ, dạ đây tụi em lên chị. Lên. Chị Ánh, chị mời. Wow, xin cảm ơn ca sĩ Ngọc Ánh, cảm ơn vũ đoàn. Cho Ngọc Ánh chụp hình với các bạn một thời của tụi mình đi. Cho em xin đi, cho em xin, trời ơi. Ủa ra ai chụp vậy? Chúc dạ đây chị. À. Dạ, kia chị. Cười tươi lên nào. Em cảm ơn chị nha. Được rồi. Cảm ơn ạ. Ok chưa chị? Vâng. Chị Ánh, chị Ánh. Chị Ánh ơi, chị đứng đây giúp em. Chị là tuổi thơ của anh. Vâng thưa quý vị, và đó là bé Khả Hân trong màn hóa thân thành ca sĩ Ngọc Ánh. Anh Thuận thân mến, anh thấy chị Ngọc Ánh mini ngày hôm nay như thế nào? Có lẽ là những cái bạn mà sinh năm 9X với lại đổ về sau này á là không có biết nhiều về chị Ngọc Ánh đâu. Nhưng mà cái lứa tuổi của anh với anh Đại Nghĩa, cái tuổi thơ của anh, cái hồi mà mấy anh em lớn lên á, thời đó là gần như mở tivi lên, mở các đài cassette lên là chỉ nghe chị Ngọc Ánh thôi. Và có một cái điều anh nhận ra trong cái bài hát này á là anh cảm giác là cái tông này nó hơi thấp một xíu. Ra là cái tông này chú nghĩ là nên cộng 1, cái là lên nửa tông thôi. Thì những cái quãng thấp, khi nãy có những cái quãng thấp con xuống á thì nó bị mất chữ vì nó thấp quá, thì lý ra chú có ngồi chú nghe thử là những cái câu cao con hát có nổi hay không, thì là chú thấy con hát vẫn còn nổi, thì lý ra nếu mà là chú á, chú có thể chú sẽ cộng 1 cho con thêm để con có thể hát được những cái quãng thấp á, thì người khán giả người ta nghe rõ được cái chữ con hát hơn. Còn khi nãy thì có những cái câu cuối, những cái chỗ mình với tâm lòng Việt Nam Liên Xô thì có những cái chữ con hát gần như là khán giả không nghe được, nó hơi bị khó, thì đó nó cũng hơi khó cho con, bởi vì cái bài này nó cũng hơi rộng đó. Và cái giọng cô Ánh là một trong những cái người ngày xưa là tiên phong mà hát rock ở Việt Nam đầu tiên. Chỉ gào, chỉ gằn giọng rồi chỉ lăn lê bò trừ trên sân khấu ghê lắm. Đó, thì nói chung là cái bản mini này thì đáng yêu, dễ thương. Rồi, chỉ có một vài điểm chú nhận thấy như vậy thôi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Thuận ạ. Còn chú Nghĩa, chú thấy cây hài của gương mặt thân quen 2022 ngày hôm nay làm như này có tốt không ạ? Giống như chú Thuận nói nãy, tuổi thơ của chú Nghĩa đó là chị Ngọc Ánh. Không phải chỉ riêng bài này không đâu, bài Lá Diêu Bông nè, rồi bài Hổng Dám Đâu nè, rồi bài No Limit nè. No Limit. Đó, ngày nào cũng nghe cô Ngọc Ánh trên TV hết. Và thời điểm đó gần như không có ca sĩ nữ nào lên sân khấu mà dám quay tóc rồi hất lên hất xuống. Đúng là dùng cái từ dám luôn á. Đúng, và thời điểm đó là cái quan niệm về một người ca sĩ nữ trên sân khấu nó khác. Cho nên là cô Ngọc Ánh giống như là một người đi tiên phong hát nhạc rock ở Việt Nam. Và cái giọng cô Ngọc Ánh á, bình thường là một cái giọng rất trong, rất vang, rất cao, rất khỏe. Và khi nào cô cần, nhất là những cái bài hát rock, thì lúc đó cô mới gằn cái giọng, cho cái giọng mình trở nên nó khàn hơn, nó rè hơn. Còn bình thường với những bài khác hát hoặc là những cái nốt cao thì cô hát rất vang và rất sáng. Hôm nay với Khả Hân thì thứ nhất là cái giọng của con, hồi nãy cô Phượng Vũ có nói là hình như sức khỏe con vẫn chưa được tốt, cho nên là cái giọng của con chú Nghĩa cảm thấy nó chưa đủ vang và sáng trong.
Và chú Nghĩa cũng cảm nhận giống chú Thuận là hình như cái tông hơi thấp. Nếu mà cái tông lên một tí thì cái giọng của con nó sẽ sáng hơn, nó sẽ ra được cái màu sắc của cô Ngọc Ánh. Và cái thứ hai là có thể một phần là do sức khỏe, cho nên là cái lửa, cái lực bình thường của bé Hân hình như bữa nay chưa đạt được đúng cái phong độ mà chú Nghĩa vẫn thường thấy. Với cô Ngọc Ánh nha, không phải chỉ là những động tác lăn lê bò lết trên sân khấu như chú Thuận nói mới là máu lửa đâu, mà kể cả những cái đứng nhún nhảy như thế này thôi, nhảy như thế này, hoặc là những cái hất tóc nhẹ nhàng thế này thôi, và cô ấy cũng làm cảm thấy rất là năng lượng, rất là có lực. Và một điều nữa là cô Ánh luôn cười, cô Ánh rất là tươi trên sân khấu với những cái bài hát tiết tấu sôi động như thế này thì cô ấy tươi lắm, lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng cười như thế này nè. Bữa nay Khả Hân hình như tiết kiệm chút xíu với chú Nghĩa nụ cười. Cái đó cũng là cái mà em muốn nói á, là bởi vì ở cô Ngọc Ánh á con, nó không phải là cái sự cái máu lửa của cô ấy á, không nằm ở động tác nha con. Là đúng là trong đó có vũ đoàn làm động tác thiệt, nhưng mà cô không máu ở những cái động tác, mà cô ấy máu ở trong con người cô ra. Là giống như là bình thường là vũ đoàn là động tác này đi, nhảy đúng không, mà cô không có làm vậy. Cô sẽ làm. Đúng rồi. Đó con, là cô Ngọc Ánh là cô sẽ vậy. Là cái những cái động tác của cô ấy, nó máu từ cơ thể, và cô ấy nghe nhạc để cô làm được những cái động tác đó. Chứ không phải là mình chỉ đợi đến lúc hất tóc thì mình mới hất, hoặc là mình đợi đến cái lúc động tác đưa tay lên thì mình mới đưa. Mà cái động tác đôi khi là nó đến từ trong những cái bất chợt, trong cái mong muốn cái cảm, của cô, cảm hứng nhạc của cô, cảm hứng nhạc thôi. Đấy, thế cho nên ngày hôm nay thì cô không biết là do vấn đề sức khỏe hay là biểu diễn một mình mà không có huấn luyện viên của mình mà mình bị mất đi cái lửa đó hay không. Bởi vì nếu mà em nghĩ hôm nay mà có cô Phượng ở trên sân khấu ấy, chắc tiếp lửa thêm, tiếp lửa. Chắc chắn là sẽ có một phiên bản cô Ngọc Ánh phì cười ở trên sân khấu rồi. Nhưng mà hôm nay thì có một mình con thôi, thì cô Hòa lại thấy đúng là hôm nay là một tập rất quan trọng. Nhưng mà cái lửa của con nó lại đang bị thiếu. Thì không biết là có phải do vấn đề sức khỏe của mình hay không? Có muốn chia sẻ với mọi người không? Dạ là tại do là chắc là do vấn đề sức khỏe của con. Tại vì con kiểu sao ta, con bị tập nhiều quá với những bài khác. Ví dụ như bài CA con tập và con tự đau từ bài của CA rồi. Cho tới qua bài này thì con cảm thấy, con hát lên con cảm thấy rất là đau. Không sao con. Không sao con. Dù sao thì tiết mục của mình cũng đã hoàn thành nè. Khả Hân có mặt trong chương trình năm nay, đó là một sự may mắn của chương trình. Cho nên là con hãy cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Và dù kết quả ngày hôm nay đi thế nào chăng nữa thì con cũng đã là một thành công của chính mình và cho chương trình rồi. Chúc mừng con nhiều nha. Dạ con cảm ơn cô. Học tài thi vận đúng không con? Đôi khi những cái lúc mà mình tập luyện á, mình nghĩ là những cái đó mình có thể rút kinh nghiệm được rồi, nhưng mà không ai nói trước được điều gì khi chúng ta bước lên thi. Nhưng mà đối với chú Long Chun thì ngày hôm nay con đã làm rất là tuyệt vời rồi. Ngay bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe ý kiến của cô Phượng Vũ sau phần biểu diễn của con nhé. Xin mời cô Phượng Vũ. Trước tiên thì cho phép Phượng Vũ được cảm ơn những lời chúc, những lời khen rất là tốt đẹp và ấm áp của ba vị ban giám khảo. Và chúc mừng Khả Hân, hôm nay con làm rất là tốt. Cảm ơn cô. Tất cả những tiết mục trước, những đêm thi trước thì Khả Hân đều lắng nghe sự góp ý của Phượng Vũ. Và hai cô trò cùng lựa chọn những cái tiết mục mà theo ý kiến của Phượng Vũ. Thế nhưng mà đến gần nước cuối rồi, cho nên là Phượng Vũ cũng muốn là trong cái đêm này để cho Khả Hân tự mình lựa chọn để làm những gì mà con muốn. Mặc dù là sức khỏe thì nó không ủng hộ mình lắm, nhưng không sao, tất cả các bạn khác cũng đều nỗ lực như vậy. Cái mà con làm được ngày hôm nay đó là con chiến thắng bản thân mình, con được làm những gì mà mình muốn. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn luôn là những người chiến thắng trong cuộc thi này. Cảm ơn huấn luyện viên Phượng Vũ rất là nhiều. Khả Hân thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng về chỗ đó để theo dõi những phần thi tiếp theo của bạn mình con nhé. Quý vị thân mến, chúng ta còn rất nhiều những phần trình diễn vô cùng bất ngờ ở phía sau. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Quý vị đang theo dõi đêm bán kết của chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Và quý vị thân mến, tuồng là một loại hình nghệ thuật dân gian vô cùng là thử thách với các bé. Và ở tuần trước thì bé Nam Phong đã bấm chọn được một nhân vật
đó chính là nghệ sĩ nhân dân Minh Gái. Và đây cũng là một vị nghệ sĩ nhân dân mà cực kỳ khó để hóa thân. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu xem là trong tuần vừa rồi Nam Phong đã phải nỗ lực như thế nào để có thể hóa thân được quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Xin chào tất cả mọi người. Trong tuần này thì con sẽ hóa thân thành nghệ sĩ Minh Gái ạ. Và thử thách tuần này của con là phải trình diễn mà không có huấn luyện viên. Là một cái thử thách mà phải diễn một mình thì cũng khá là khó khăn. Tại vì là nếu mà có một người hỗ trợ cùng với mình thì nó sẽ đỡ đi một phần. Như đây thì con phải diễn một mình mà lại có một là một cái bài rất là khó cơ. Nên là con cảm thấy khá là lo lắng cho phần trình diễn lần này. Con có chọn trích đoạn nhỏ trong vở diễn Nguyệt Cô Hóa Cáo của bác Minh Gái. Tuy là cô Bình không có diễn cùng với con nhưng cô vẫn luôn giúp đỡ con là cách phải cách tập luyện như nào, phải múa như thế nào hoặc là phải hát như thế nào để giống bác Minh Gái nhất có thể. Vì bác Minh Gái thì bác thường hát kiểu rất là trong này và bác hát rất là có cảm xúc. Khi mà phát ra từng chữ thì bác ấy luôn cố gắng đẩy hết cái nội lực của mình ra ngoài để bác có thể mang cảm xúc đến cho tất cả mọi người. Thì hôm nay đã là lên bán kết rồi nên là con đặt kỳ vọng vào tiết mục này rất là nhiều. Tại vì là con luôn muốn là mình phải được vào chung kết để mình có thể trình diễn một tiết mục hay nhất đến tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng cổ vũ cho con nha. We'll be right back.
Vâng, thưa quý vị, đó là bé Nguyễn Nam Phong trong trích đoạn tuồng Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo. Thực sự phải nói đây là một tiết mục vô cùng xuất sắc, thưa quý vị. Tất cả những cái màn đu dây ở trên cao, ngồi ở phía dưới kia thực sự lo dùm cho bé luôn, thưa quý vị. Hiện tại thì huấn luyện viên Thái Bình đang rất là xúc động. Bạn có muốn chia sẻ gì không ạ? Em thực sự là em nín thở từ đầu cho đến cuối tiết mục. Và em biết rằng là những lúc tập Phong làm tốt hơn nhiều. Ngày hôm nay cũng có một số vài sự cố. Nhưng mà em cảm thấy rất là tự hào về Phong, vì Phong xử lý cái sự cố đó cực kỳ tốt. Nhất là cái đoạn cuối kết đó, thực sự là cái kết là bé sẽ là có một cái móc chân và bé sẽ rơi xuống luôn. Nhưng mà cái này là bé bị sự cố không thể móc vào được. Nhưng mà một cái kết mà con xử lý sự cố thực sự là rất chuyên nghiệp. Cô chúc mừng con thực sự. Trời ơi, cô sợ quá đi Phong ơi. Thật sự là cô Hòa cảm thấy quá là không phục con luôn. Với cái tiết mục của nghệ sĩ nhân dân Minh Gái á, thì cô Hòa đã từng biểu diễn ngay cái tiết mục này luôn. Và cái đêm chung kết của cái năm cô Hòa thi Gương Mặt Thân Quen Người Lớn. Và cái năm đó thì cô Hòa may mắn hơn là cô Hòa đã mời được trực tiếp nghệ sĩ nhân dân Minh Gái tới để dạy cho cô Hòa. Thì cô Hòa cũng chỉ có 4 ngày để tập cùng cô Minh Gái thôi. Và cái 4 ngày đó là 4 cái ngày mà lần đầu tiên mình biết lộn trên sân khấu như thế nào, vừa hát vừa biểu diễn hình thể, phải vừa biểu diễn mình vừa phải xoay, mình vừa phải lộn, mình vừa phải hát và biểu cảm trên khuôn mặt. Và cái giọng hát của mình nó không phải là hát theo đúng cái ngữ điệu nhạc êm như này, mà nó lên xong nó xuống xong rồi nó hét, nó gọi. Thì là ngày hôm nay là cô rất là khen cái việc mà con vừa biểu diễn này, con vừa hát này, mà cô đánh giá là Nam Phong còn hát tốt hơn cả cô Hòa Minzy trong đêm chung kết mấy năm trước nữa. Nhưng cô Hòa chỉ tiếc một xíu cái đoạn mà trước khi con lên trên này nè, là cô cái đoạn mà hóa cáo á, thì không biết là anh Nghĩa còn nhớ không, là cái năm mà em biểu diễn thì nó có một cái đoạn mà hóa cáo thì bé đã làm tới đây rồi. Mà nó còn thiếu một vài cái hú của con cáo đó nữa. Cái đặc biệt là lúc đó thì ánh mắt của con nó sẽ thể hiện rõ nhất, bởi vì trước lúc đó là ánh mắt của con cáo nó chưa được sắc nét đâu, bởi vì nó chỉ đang là dần dần biến trở lại thành con cáo thôi. Nhưng mà sau cái lúc mà trước khi con lên đây á, cái lúc mà con đưa tay xuống á, thì lúc đó là nó mới thực sự trở thành con cáo, và cái ánh mắt của nó lúc đó mới thực sự là đảo sang hai bên như thế này. Cô Hòa cứ chờ mãi cái lúc mà con cào cào như này nè, xong rồi con đó, nó có mấy cái tiếng đó ở trong cái phần trình diễn của cô Minh Gái á, thì tiếc một xíu thôi. Và lúc đó mà Nam Phong làm thêm đoạn đấy nữa, xong rồi lên đây để con hét cái tiếng cáo cuối cùng thì nó sẽ xuất sắc hơn rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay cô phải lên tận sân khấu để chúc mừng cho con, bởi vì cái tiết mục này nó lại thể hiện thêm một chút nữa rằng là các bạn nhỏ cũng rất là yêu thích và mong muốn rằng là sẽ bảo tồn được những cái nền nghệ thuật dân gian của nước nhà mình. Cho nên là cảm ơn con rất là nhiều và chúc mừng con ngày hôm nay nhá. Cô Hòa thân mến, có lẽ là cùng một lúc là Nam Phong phải tập trung rất nhiều thứ, cho nên là đôi khi chúng ta quên đi một vài cái động tác đó, đúng không con? Vâng, và chú Nghĩa có muốn gửi gắm điều gì đến bé Nam Phong không ạ? Khác với cô Hòa một chút, tức là với những cái vai diễn mà thuộc về nghệ thuật truyền thống như thế này á, là đòi hỏi người diễn viên phải có rất là nhiều những kỹ năng được luyện tập nhiều năm từ trước về vũ đạo nè, rồi về hát, về diễn xuất, tất cả mọi cái mới tạo ra được một cái vai diễn chuẩn chỉnh trên sân khấu, nhất là những cái vai diễn thuộc hàng kinh điển như cái vai Hồ Nguyệt Cô đây. Thì với một cậu bé như Nam Phong, trong vòng một tuần lễ mà con đã làm được như vậy, đó là cái điều rất đáng khuyến khích và động viên.
Nhưng mà ở đây không phải chỉ là khuyến khích và động viên công tôi, mà còn thật sự là cái ngưỡng mộ, khâm phục từ những người lớn như chú. Kể cả những người làm nghề biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp như chú cũng phải ngưỡng mộ và khâm phục những bạn nhỏ như con, là có cái khả năng bắt chước nhanh nhạy với một cái vai diễn có những trình thức thuộc hàng kinh điển trên sân khấu của một nghệ sĩ nhân dân như cô Minh Gái. Và chú Nghĩa khác với cô Hòa một chút. Nếu như cô Hòa đòi hỏi là sẽ phải có thêm một chút tiếng hú nè, hoặc là cái miệng bắt đầu phải choắc lại diễn tả giống như là cái con người này khi biến thành con cáo, cái mỏ bắt đầu dài ra đó, và kể cả những cái động tác như thế này, thế này, thế này, thế này, thì đúng, nếu như có những cái chi tiết đó vào thì có thể là sẽ làm cho Hòa cảm thấy thỏa mãn hơn trong cái tiết mục này. Nhưng mà với chú Nghĩa thì thiếu cái này nhưng mình có cái kia. Mình có một cái phần sáng tạo khi mình cho cái nhân vật Tiết Dao đến với cái giống như là hồi tưởng của nhân vật, và hai người hồi tưởng lại cái chỗ mà hai người đang hạnh phúc với nhau như thế nào bằng một cái hình thức là biểu diễn xiếc. Vừa khoe được cái khả năng của con, một cái kỹ năng mới, mà vừa cho người ta thấy được vì sao cái nhân vật này lại đi vào cái tình cảnh đau khổ như hiện nay. Và chính vì đây là một cái sự sáng tạo mới mẻ của con, và chú Nghĩa rất là đồng tình và hoan nghênh điều đó. Bởi vì sao? Chúng ta vẫn sẽ giữ những cái gì thuộc về trình thức, về kinh điển, nhưng với những cái bạn khán giả trẻ hoặc là những bạn nhỏ như thế này, chúng ta cần phải có những cái sự sáng tạo nó mới mẻ, nó gần gũi hơn, để các con cảm thấy rằng với những bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc nó đầy sức hấp dẫn, chứ nó không có quá khô khan như ban đầu mọi người vẫn hay nghĩ. Vì vậy, dù cho con có thiếu đi một vài chi tiết như cô Hòa nói, thì chú Nghĩa vẫn cảm thấy đây là một cái tiết mục nó quá đầy đủ và trọn vẹn khi con đã có thêm những cái sự sáng tạo làm cho tiết mục nó mới mẻ hơn và nó hấp dẫn hơn. Cảm ơn con. Xuất sắc. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời giám khảo Nguyễn Hồng Thuận. Khi mà những cái bạn ca sĩ mà hát cái thể loại mà tân nhạc á, thì là nó có nhịp phách, có khuôn rõ ràng rồi. Mình cứ căng theo cái nhịp đó, cái phách đó mình hát chính xác là nó sẽ hay. Nhưng mà ở cái thể loại tuồng cổ này gần như nó là một cái thể loại hát tự do, nó rất là dạ, khó. Đúng rồi. Như Hoàng Minh Di nói khi nãy đó, kia là nhấn nhá cảm xúc, nó thay đổi từng câu từng chữ. Đang thấp từ trên cao luôn. Và ấy. Cái rất là khó là như vậy. Nếu mọi người để ý là những cái người nghệ nhân mà trình diễn cái thể loại này á, người ta sẽ trình diễn chung với lại cái dàn nhạc nền ngồi phía sau. Những cái người mà nhạc sĩ mà họ chơi cái phần nhạc nền, họ sẽ nhìn theo từng cử chỉ, từng động tác của người nghệ nhân mà họ đi theo. Họ minh họa cho cái người nghệ nhân. Nhưng mà cái khó của bé ở trong cái tiết mục này đó là bé phải trình diễn theo cái nền nhạc có sẵn, một cái khuôn nhạc. Mình trình diễn làm sao mình phải căng từng cái khuôn, bởi vì mình không thể sai được. Cái này không phải là người đánh trực tiếp, người ta không thể theo mình được, mà mình phải theo cái nhạc, là một cái khó dành cho bé rồi. Và cái thứ hai, chú Tuấn rất là thích là con đã gọi là mình sáng tạo thêm trong cái tiết mục này, thêm cái phần mà gần như là cái phần xiếc á. Cái là con phải vừa đu dây, con vừa phải đếm trong đầu con cái nhịp phách như thế nào, để khúc nào ao, khúc nào như thế nào. Nó rất là khó, coi cái phần khó nó tăng rất là nhiều. Tại vì chú thấy á, là ở trong phần trình diễn của con, những cái phần động tác xiếc, những cái động tác của con, hình thể con cái đá chân rất là dẻo mà. Đúng không? Cái đó vậy chú nghĩ là người phải có từng có nó học rồi con mới làm được những cái động tác đó, những cái chân một con đá là sau. Có thể là bởi vì con cũng còn nhỏ cho nên xương người của con vẫn còn mềm á, nhưng mà cái là con cũng phải rất là tập luyện rất là nhiều và chú ý những cái động tác đó. Sao rớt bút hoài vậy, nó giờ rớt lần này lần thứ hai thứ ba em bối rối, anh hiểu không? Tại vì cái tiết mục này hay quá mà chú đang lựa lời để mà chú nói, con hiểu không? Cái là hát tân nhạc đã khó một rồi, hát cái phần mà cái kiểu mà tuồng cổ này khó gấp 10. Xong rồi con lại thêm cái phần xiếc vô, rồi con thêm cái này cái kia. Cái mái tóc nữa, đừng tưởng đúng dễ rồi. Nha. Con cái mái tóc một cái nếu cái mà không khéo, không khéo nha thì cái mái tóc nó vấn lên đầu, nó vấn qua mặt là không thấy mặt mũi đâu và sẽ làm mình rất là dễ bị phân tâm. Nhưng mà rõ ràng khi mà cái mái tóc của con nó có vấn một tí vào micro và lên trên cái nón của con, cái mão của con á, thì con vẫn rất là bình tĩnh để con xử lý khỏi những cái sự mà vướng víu khó khăn đó để làm cho tốt và tròn trịa cái tiết mục của mình. Và khi mà chú coi xong cái tiết mục này, chú chỉ tự hỏi một câu thôi: giỏi quá con ơi, con học ở đâu ra mà sao con có thể làm cái tiết mục này nó tròn trịa và nó xuất sắc như vậy. Những cái tiểu tiết của cô Hoàng Minh Di khi nãy á, thì chú thấy nó chỉ là cái điểm nhỏ thôi. Những cái quan trọng nhất là cái thần thái, cái ánh mắt con làm ra được của những cái người nghệ nhân này, những cái người mà diễn những cái tiết mục kiểu này á, cái thần thái của họ rất là kinh khủng, cái ánh mắt của họ ghê lắm, từng cái động tác họ diễn. Thì chú ngay từ đầu chú rất là sợ khi mà nghe con chọn cái tiết mục này con trình diễn, thì chú cũng rất là sợ bởi vì cái tuổi như con, chú sợ con làm không có ra, cái mắt con hiền quá thế này thế kia thì nó sẽ bị dở cái tiết mục. Nhưng mà may quá con làm xuất sắc, vượt hơn cả mong đợi của chú. Cảm ơn những ý kiến đến từ ban giám khảo và quý vị thân mến. Đây có thể coi được là một tài năng rất là lớn luôn. Vì đối với Long Chun, chú Long Chun dành cho con hai chữ ngày hôm nay, chú rất khâm phục con. Cảm ơn con rất là nhiều. Quý vị thân mến, rõ ràng là chúng ta đã chứng kiến hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Và ngay sau đây cũng sẽ là một màn trình diễn vô cùng bất ngờ. Chúng ta hãy quay trở lại thời gian và chào đón nhóm HAT. Xin mời quý vị. Xin chào các
Xin chào tất cả mọi người, con là Gia Như. Trong tuần này thì cả 6 thí sinh tụi con đều nhận được một thử thách của chương trình, đó là tất cả bọn con đều phải diễn một mình trên sân khấu của tập 10. Và huấn luyện viên của con đó là chú Tùng Anh, thì chú lại có một khả năng vô cùng đặc biệt, đó là giả giọng nữ vô cùng giỏi. Mà trong tuần này thì lại là ba nhân vật nữ mà chú lại không được diễn cùng con, nên là con đang cảm thấy rất là lo lắng. Con đã lựa chọn bài hát Taxi của nhóm nhạc HAT. Con lựa chọn ca khúc này bởi vì con thấy đây là một ca khúc rất là sôi động, mà nó lại là một bài hát hot hit một thời của thời 8X, ngày 9X. Và ở trong bài hát này thì có một nhân vật không thể nào thiếu, đó chính là chú Vương Khang. Con sẽ có một chú trợ diễn cùng con, đó là chú Phan Xuân Lộc. Và nguyên một tuần vừa rồi thì thực sự là hai chú cháu con phải luyện tập gọi là rất là cực khổ và cực kỳ là vất vả luôn. Kiểu diễn của ngày xưa và bây giờ thì con thấy rất là khác nhau, nên là khi mà con luyện tập thì rất là khó khăn để làm sao mà phải diễn ra được cái tâm hồn, cái kiểu của nhân vật mà thời diễn của ngày xưa. Và bây giờ xin mời mọi người cùng xem lại vít gốc ca khúc Taxi của nhóm nhạc HAT, và mọi người hãy cùng đón chờ xem con và chú Xuân Lộc sẽ biến hóa như thế nào trong phần thi lần này. Thưa quý vị, đó là nhóm HAT và Vương Khang. Không, tôi không chịu. Tôi muốn có Vương Khang thật ở trên sân khấu. Tôi muốn có Vương Khang thật ở trên sân khấu. Mời Vương Khang thật lên sân khấu cho tôi.
Vâng, và thưa quý vị, đạo diễn chương trình của chúng tôi cũng là đạo diễn Vương Khang đang ngồi ngay ở phía dưới, cho nên đó là lý do mà giám khảo Hòa Minzy phấn khích như vậy ạ. Trời ơi, kiếm được người đâu giống vậy, sợ. Quý vị thân mến, và đây là nhóm HAT và ca sĩ Vương Khang. À, các chị HAT thân mến, các chị có thể tự giới thiệu với nhóm mình được không ạ? Dạ, chúng con là HAT, con là Lương Bích Hữu, 13 tuổi. Con là Ngô Quỳnh Anh, 14 tuổi. Con là Phạm Quỳnh Anh, 14 tuổi. Em là anh Vương Khang, nhiều tuổi quên rồi. Quý vị thân mến, và cảm ơn sự trợ giúp của diễn viên Nim, và ngày hôm nay diễn viên Nim ở đây để mà hỗ trợ cho bé Gia Như dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Tùng Anh. Thì cảm giác của bạn như thế nào? Dạ, thì bản thân em lúc mà nghe bài này em cảm thấy khó khăn cho Gia Như nhiều hơn. Tại vì lúc mà em nghe cái bài này, em nghe những cái giọng hát của ba người này nó cứ nhanh. Em thật sự em không biết là Gia Như sẽ làm bằng cách nào. Còn về phần em thì em nghĩ chắc em cũng mang nhiều lợi thế của anh Vương Khang. Chắc là dễ giống hơn. Và một lần nữa cảm ơn diễn viên Nim và các bạn phù diễn đã hỗ trợ cho Gia Như trong tiết mục này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Các vị giám khảo thân mến, một mình bé Gia Như thôi mà hôm nay là giải đến 3 giọng của 3 thành viên trong nhóm HAT lận. Anh Nguyễn Hồng Thuận, anh cảm thấy như thế nào? Anh làm thấy cái khó của cái tiết mục này á là cái bé Gia Như phải làm một lúc mình chuyển cái giọng của ba người á, nó khá là nhanh trong cái bài tiết tấu nhanh á, cho nên là rất là khó cho bé. Ví dụ như mình hát giống như bé khi nãy á, mình hát nửa bài này xong mình nhạc chuyển mình hát nửa bài sau thì nó sẽ dễ một dễ cho mình nữa, và dễ cho khán giả. Khi mà khán giả người ta coi, người ta cũng biết là à, chuyển qua giọng này người này. Còn khi bé khi nãy trình diễn một lúc ba giọng thì cái bài này bản gốc của nó là các ca sĩ hát những câu rất là nhanh và nó ngắn gọn, nó cứ mỗi người một câu một câu một câu. Thì khi nãy thật sự là chú không biết là khán giả có giống chú không, nhưng mà thật ra là chú xem chú thấy là cái giọng Lương Bích Hữu là giống nhất. Rồi còn hai bạn còn lại thì cũng được 60%. Cái một phần là do cái tiết mục của con á là nó quá nhiều màu sắc, nhiều bạn diễn, cho nên là chú cứ ngồi chú bị chìm đắm vào cái tiết mục của con. Chú ngồi chú cứ coi á, bạn này diễn. Chú cảm thấy cái là mình thấy nó sôi động cái không khí trên sân khấu. Là đến mức mà gần cuối tiết mục á là chú quay qua chú hỏi chú Đại Nghĩa, anh Đại Nghĩa hồi mình chấm sao anh Nghĩa. Đó cái là chú bắt đầu bị cuốn vào cái tiết mục của con. Mà công bằng đó là chú thấy là cái phần của con giả cái giọng của Lương Vĩnh Thủ là giống nhất và chú thích nhất cái phần đó. Giống như là chú Thuận vừa mới nói á, là cái mình không chỉ là giả mà mình lại phải chuyển này giữa giọng người này với giọng người khác, và sau khi người khác đang hát thì giọng của chị Lương Bích Hữu chẳng hạn lại vang lên trong một cái câu rất là nhỏ mà bé phải nhớ được từng chút một, như thế là rất là khó. Nhưng mà cô Hòa thì thấy là cái lúc đầu mình giả giọng của chị Hữu nó đang hơi bị chip măng quá so với giọng của chị Hữu. Mãi về sau á thì nó giống hơn một chút. Còn hai giọng của hai cô Phạm Quỳnh Anh và Ngô Quỳnh Anh thì mình chưa có giống cho lắm. Nhưng mà cô Hòa nghĩ đây là một cái tiết mục rất là khó với con luôn. Mặc dù là mọi thứ trên sân khấu nó trang trí này, rồi bối cảnh này, rồi có tới 4 người phụ họa cho con, thì tất cả đã hỗ trợ rất nhiều để tạo lên một tiết mục rất là sôi động rồi. Nên là cô Hà nghĩ là đây là một tiết mục cũng khá là thú vị và sôi động trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng cho con. Vâng, xin mời chú Đại Nghĩa. Với 3 cái giọng hát trong cái bài hát này thì nó tạo cho chúng ta một không khí lúc nào cũng tươi vui, nhộn nhịp. Liên tục luôn. Liên tục, tiết tấu nhanh, sôi động, và ba cô cứ đứng trên xe và cứ nhảy múa và cứ hát. Và xe thì cứ chạy trên đường như thế. Cái được là cái chúng ta tạo ra được một cái bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt. Nhưng cái hạn chế đó là chúng ta sẽ không có đủ thời gian để chúng ta có thể là thay đổi cái màu giọng của mình trong một cái khoảng ngắn như vậy. Tích tắc là mình phải đổi qua giọng này, tích tắc mình đổi qua cái giọng khác. Do nhanh quá, cho nên là khán giả và chú, mọi người ở đây chỉ kịp nghe ra giọng đậm đà nhất, cái màu sắc giống nhất là của cô Lương Bích Hữu. Và sau đó đến giọng của cô Ngô Quỳnh Anh thì chưa kịp thời gian để mình định thần, để mình xem coi là có giống cô Ngô Quỳnh Anh hay không, thì đã qua cô Phạm Quỳnh Anh rồi. Và cũng chưa kịp để cảm nhận xem là có giống cô Phạm Quỳnh Anh hay không, thì đã qua trở lại với cô Lương Bích Hữu. Thì đó là cái điểm mà được, cũng như là cái điều còn hạn chế trong tiết mục này của con. Dạ, em cảm ơn chú. Một lúc thì bé Gia Như phải nhớ rất là nhiều, và chú tin là cái phần trình diễn của con ngày hôm nay sẽ làm cho huấn luyện viên Tùng Anh của con vô cùng tự hào. Chúc mừng con.
Quý vị thân mến, phần trình diễn cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay hứa hẹn là một phần trình diễn vô cùng ấn tượng. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng nghỉ ít phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại sau quảng cáo. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca, và đây là đêm thi bán kết. Chỉ còn một tiết mục nữa thôi là chúng ta có thể đến với phần cho điểm, và sau đó chúng ta sẽ biết là bốn thí sinh nhí nào sẽ tiến vào đêm chung kết xếp hạng. Và ngay sau đây sẽ đến với tiết mục tiếp theo, cùng chào đón lên sân khấu phần hóa thân của bé Khánh Chi trong hình tượng nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Xin chào tất cả mọi người, và thử thách tuần này của con và năm bạn thí sinh còn lại đều là phải trình diễn một mình và không có huấn luyện viên bên cạnh, tại vì là thường thường thì sẽ có cô Lịch ở bên cạnh con và hỗ trợ con trong phần, kể cả phần giọng hát lẫn phần vũ đạo, hay là phần về diễn thần thái nhân vật ra sao. Tuần này thì con hóa thân vào nhân vật là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Đối với thử thách tuần này thì con sẽ lựa chọn một tiết mục, đó chính là Mẹ Vẫn Đợi Con Về của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu và nghệ sĩ Hương Lan. Con sẽ mời thêm một nghệ sĩ cải lương nữa để vào hát chung với con. Con là một cô bé miền Bắc và con hát dòng nhạc nhẹ ấy ạ. Thì bây giờ chuyển phát sang cải lương thì con cảm thấy khá là lo lắng. Con không biết là phải ca như thế nào cho nó đúng. Cô Phạm Lịch thì lúc nào cô cũng ở bên cạnh mà lo lắng cho con. Và từng cái câu hát như thế nào nghe cho nó già hơn, cô cũng đã giúp đỡ con rất là nhiều. Và con hy vọng là với những cái sự tận tình giúp đỡ của mọi người đối với con thì con sẽ hoàn thành thật là tốt nhiệm vụ lần này. Và xin mời mọi người hãy cùng xem lại clip gốc của tiết mục Mẹ Vẫn Đợi Con Về. Mẹ thương con một mình nơi xứ lạ, thương cây lạc loài nơi đất khách xa xôi. Ở quê nhà mẹ buồn lắm con ơi. Ngần bước trên nẻo về quê cùng, hơi lam chiều bao phủ mái nhà tranh. Đường vào thôn nghe chim hót trên cành, lòng xao xuyến khi một mình qua xóm dân. Mẹ đứng bên hiên khi sương mờ thấp thoáng, dưới hoàng hôn lặng lặng ngắm mây chiều. Năm tháng dần trôi, trong mẹ trắng thêm nhiều. Mẹ nắm tay con nghẹn ngào không nói, dòng tràn rủa giữa làng miếng.
mạnh thân gầy ngoài chiếc áo thô sơ. Mẹ run run bước đến bên thềm, khi mẹ vừa gọi hai tiếng con ơi, nước mắt già nua lại lưng trọng đường trời. Bỏ mẹ già một nắng hai sương, nhớ con
trẻ đang làm thân lữ thư. Loài chim đó cũng thương cảnh nhớ tồn, sao kẻ ly hương không nhớ cuối thương. Thắp nén hương làm lễ tổ tiên, con bước đến quỳ bên gối mẹ. Để mai đây khi lìa xa xa xa, vẫn nhớ bóng hình người mẹ ở quê. Cô mẹ, con xin lỗi mẹ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiết mục Tân Cổ Mẹ Vẫn Đợi Con Về. Thí sinh Khánh Chi hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu và cảm ơn sự hỗ trợ của nghệ sĩ cải lương Cao Thúy Vi. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn quý vị thật là nhiều với những tràng pháo tay và ngày hôm nay một tiết mục rất là xúc động. Dạ, anh chào má. Dạ, má chào hả? Má chào con. À, cũng như là xin kính chào quý vị khán giả, bà con, cô bác thân thương của Ngọc Dào. Kính chúc bà con, cô bác luôn mạnh giỏi, bình an nha. Dạ, cảm ơn má. Giờ má con mình cùng nghe ý kiến từ ban giám khảo nha má. Dạ. Xin mời giám khảo Nguyễn Hồng Thuận. Chi ơi, Chi cho chú hỏi là con sinh ra con lớn lên ở đâu? Dạ, con thưa chú là con là người Hà Nội ạ. À, cái là với kinh nghiệm của chú từ trước giờ chú làm cũng khá nhiều chương trình với các bạn thiếu nhi á. Thì kinh nghiệm của chú là những cái bạn mà sinh ra ở miền Bắc á, thường các bạn ít có điều kiện nghe và tiếp xúc nhiều với những cái thể loại mà âm nhạc nó âm hưởng Nam Bộ như thế này. Thì khi mà chú nghe con phát âm một vài chữ thì chú có nhận ra là con ở miền Bắc. Chứ là chú muốn hỏi cho kỹ lại. Dạ vâng. Thì thật ra chỉ ngoài việc là con phát âm có một vài chữ nó mang cái âm hưởng vẫn là Bắc Bộ, nó chưa có ra Nam Bộ. Ví dụ chữ con, nó còn hát là chữ con hát vẫn còn ra cái âm hưởng Bắc Bộ. Thì ngoài ra những cái ngũ cung, những cái Nam Bộ con hát rất là đạt và nghe y như là một người đã thẩm thấu và hát cái thể loại âm nhạc này rất là lâu rồi á. Dạ. Thì có lẽ là ngày hôm nay á, chú cảm thấy chú rất là may mắn khi mà chú có mặt ở chương trình Gương Mặt Thân Quen năm nay. Bởi vì chú cứ nghĩ là cái phiên bản dành cho các bạn trẻ, các bạn thiếu nhi thì sẽ là chọn những cái dòng nhạc nó dễ thương, đáng yêu thôi. Nhưng mà ngày hôm nay khi có mặt ở đây thì chú còn thấy là chương trình rất là ý nghĩa và rất là tâm huyết. Khi mà ngoài cái việc mà chỉ làm một chương trình giải trí thì chương trình còn tâm huyết những cái tiết mục nó mang âm hưởng Bắc Bộ, những cái tuồng cổ rồi. Và cả những cái gương mặt, những cái người nghệ sĩ đã để lại những dấu ấn rất là sâu trong lòng khán giả, như là má Ngọc Dầu hay là nghệ sĩ nhân dân Minh Gái. Để mà xây dựng cho các thế hệ trẻ, các cháu á, thì không chỉ là mình nghe nhạc để giải trí không, mà nó còn là những cái gì đó thẩm thấu những cái văn hóa của dân tộc mình, những cái nét đẹp của văn hóa dân tộc. Và đây là một trong những cái điểm mà Thuận rất là quý chương trình Gương Mặt Thân Quen. Và ngày hôm nay Thuận có mặt ở đây cảm thấy rất là vinh hạnh ạ. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Hòa Minzy, bạn nghĩ sao? Vì cô đã từng hóa thân thành một nhân vật mà phải nói giọng Nam trong vòng một tuần ấy, thì cái luyện tập nó rất là khó khăn. Bởi vì mình nói giọng Bắc liên tục, xong rồi cái tự dưng mình hát thì mình phải hát tiếng miền Nam. Sau tiếng miền Nam thì có những cái từ mình rất là ngượng luôn ấy, anh không thể nào phát âm được, mà bây giờ mình phải hát nữa. Thực sự là bé là một người có một cái năng khiếu về cảm nhạc cực kỳ tốt. Em chưa nói là cái khả năng về cái cách con hát nó hay đến mức nào, nhưng mà cái cảm nhạc để con chạy nốt theo á là rất là chuẩn. Nên là em nghe em vừa thấy đúng này và vừa thấy có cái tình cảm trong đó nữa. Ngày hôm nay cũng rất là nhìn cả bên ngoài Khánh Chi rồi không nhận ra luôn. Hôm nay con đắp mặt người cũng mập hơn rất là nhiều. Xong rồi như vậy nó có ảnh hưởng gì đến cái việc con hát không? Cái này là con mặc ba kéo lên với cả một kéo phao ở bên trong. À thế à. Cho nên là thực ra là nó cũng hơi nóng một chút nữa. Với cả là cái mặt họng của con này thì sao? Nó nặng hơn, nặng cái má của con xuống, nhưng mà nó cũng là một cái lợi thế để cho con giả, mà khi mà nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu mà hát thì hay bị chề tiếng xuống ấy. Ừ. Và thì nó cũng giúp đỡ con được một chút. Ừ. Thế thì
Cô Hòa cũng không còn cái lời gì để nói thêm. Cô Hòa chỉ thấy rằng là tất cả các thí sinh của ngày hôm nay các con đã đều rất là cố gắng rồi, và đây cũng là một cái tiết mục rất là cảm động để kết thúc cái đêm bán kết, và chúc mừng cho Khánh Chi cũng như là tất cả các con ngày hôm nay. Cảm ơn giám khảo Hòa Minh Di. Và để làm việc cũng như là hiểu nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu nhất ở đây thì em nghĩ là chắc là anh Đại Nghĩa đã từng làm việc rất là nhiều với nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu rồi, thì anh thấy phiên bản Ngọc Dầu nhí ngày hôm nay thế nào? Tuần trước chúng ta cũng nói rằng tuần này là một cái tuần đặc biệt, khi các con phải tự thân một mình ở ngoài sân khấu, các con phải tự diễn, các con phải tự hóa thân thành một nhân vật nào đó. Thì từ nãy đến giờ chúng ta thấy các bạn nhỏ, năm bạn trước đều là diễn một mình cả. Ngay cả Ba Gia Như, tuy rằng có hai người bạn diễn gọi là diễn cùng, nhưng mà Gia Như cũng đang hát với tất cả các giọng đó. Còn riêng với phần trình diễn vừa rồi của con thì con có sự hỗ trợ của cô Cao Thúy Vi, thì gần như nó lại hơi đi chệch so với lại cái tiêu chí mà cái tập này chúng ta đã đề ra. Vì vậy nó cũng là một cái dấu chấm hỏi mà chú Nghĩa cũng hơi lấn cấn từ nãy đến giờ. Nhưng mà bởi vì đây là một cái bài tân cổ mà cần phải có cái sự hát qua lại tương tác của hai người, vì vậy không tránh được cái chuyện là phải có một người phụ diễn cùng với con. Hoặc nếu như mình chọn cũng là hình tượng của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu mà là một cái vai diễn hoặc là một cái trích đoạn khác. Ví dụ chú Nghĩa nhớ cái vai bà Hai Hương của bà Ngọc Dầu trong cái vở Đời Cô Lựu, thì lúc đó cũng có một nhân vật nam đóng vai Võ Minh Thành ngồi kế bên và chỉ đệm một hai câu để hỏi và bà diễn và bà nói và bà hát. Thì có lẽ là cái đoạn đó nó sẽ tập trung vào con một mình nhiều hơn. Còn ở đây khi con diễn cùng cô Thúy Vi thì cô Thúy Vi đã chia một nửa đất diễn của con rồi. Nó vừa là lợi thế cho con khi cô đã cán đáng bớt một nửa cái trích đoạn này cho con, nhưng mà nó cũng là một cái bất lợi cho con khi con đã không có nhiều đất diễn như những bạn đã trình diễn ở trên. Cảm ơn con. Dù sao thì với một cô bé còn nhỏ như con đã hướng đến cái một bộ môn nghệ thuật dân tộc như là bộ môn cải lương của miền Nam đã là một cái điều mà chú Nghĩa vô cùng trân quý. Cảm ơn con. Xin cảm ơn những góp ý vô cùng quý báu đến từ ban giám khảo. Và huấn luyện viên Phạm Lịch thân mến, chắc hẳn là lúc này bạn cũng có nhiều lời muốn gửi đến cho thí sinh của mình đúng không ạ? Cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Lời đầu tiên thì em cũng cảm ơn bé Hòa cũng như anh Nghĩa cũng như anh Thuận đã góp ý rất là chân thành. Nãy giờ thì tất cả mọi người đóng góp cho Khánh Chi những cái thiếu sót là rất là chính xác, và bản thân em đồng hành cùng với Khánh Chi là đều nhìn thấy. Nhưng mà đối với em thì đêm nay lại là một đêm tự hào của em đối với Khánh Chi. Tại vì từ những cái ngày mà đầu tiên khi mà Khánh Chi mới bắt đầu tập cái tiết mục này thì đây chính là một cái tiết mục làm khó Khánh Chi nhất từ trước đến giờ. Tất cả các bé ở đây đều rất là giỏi. Ví dụ nếu những cái điều mà mình làm ngày hôm nay mình chưa hài lòng thì cũng không sao cả. Tất cả sẽ là hành trình và hành trang cho con ở những ngày tháng sắp tới rất là nhiều. Và cô muốn nhắc lại một lần nữa là cô rất là tự hào về Khánh Chi. Cảm ơn huấn luyện viên Phạm Lịch và Khánh Chi thân mến. Với cái tiết mục vừa rồi, dù ngày hôm nay kết quả có như thế nào, chú tin rằng con đã chiến thắng chính bản thân mình. Chúc mừng con. Chú cho con chia sẻ một vài lời. Thực ra là lời đầu tiên con muốn dành lời cảm ơn đến cô Phạm Lịch và mẹ của con đã luôn đồng hành cùng con. Và con cảm ơn cô Cao Thúy Vi đã giúp đỡ con trong cái bài hát ngày hôm nay. Thật ra là chú Đại Nghĩa, khi mà chú có câu hỏi dành cho con là tại sao lại có thêm cô Cao Thúy Vi vào, thì con cảm thấy là con muốn truyền tải một cái thông điệp gì đấy là liên quan đến tình mẹ con khi mà người con đi xa muốn trở về như thế nào. Thì con nghĩ là nếu mà có thêm một vị khách mời nữa vào thì cái bài hát của con nó sẽ giúp mọi người hiểu thêm được về câu chuyện đó. Và con cũng xin cảm ơn các cô chú bên nhạc ngày hôm nay ạ. Thật ra là mấy hôm trước các cô chú tập với con thì các cô chú bảo là con cứ yên tâm, con cứ rớt câu nào là các chú vớt câu đó. Và con cảm ơn các chú rất nhiều ạ. Chào một tay thật lớn dành cho Khánh Chi, xin chúc mừng con. Quý vị thân mến, phần gay cấn và hồi hộp nhất cuối cùng cũng đã đến. Một lát nữa thôi thì top 4 chung cuộc của chúng ta sẽ lộ diện. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị đang quay trở lại với phần cho điểm và trao giải trong đêm thi bán kết Gương Mặt Thân Quen năm 2022. Quý vị thân mến, và ở mỗi đêm thi thì chúng tôi có giải hóa trang xuất sắc nhất để tôn vinh những chuyên gia hóa trang trong chương trình. Và trên tay Long Chun lúc này đây đã có kết quả của phần thi hóa trang xuất sắc nhất tuần này. Xin chúc mừng chuyên gia hóa trang
Kim Chi, Kim Mỹ đến từ đội Khánh Chi. Ngày hôm nay các bạn ấy đã có một phần hóa trang thành nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu vô cùng xuất sắc. Và xin mời Khánh Chi cũng hãy tiến lên khu vực sân khấu để cùng nhận giải con nhé. Vâng thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho chuyên gia hóa trang Kim Chi, Kim Mỹ thưa quý vị. Và ngày hôm nay để mà hóa trang được nọng này rồi làm cho thân hình mập ra thì chị có gặp khó khăn gì không? Và chị có thể chia sẻ cái quá trình đó được không ạ? Dạ, em xin chào ban giám khảo, khán giả và thí sinh ạ. Để có được cái tác phẩm hóa trang này cho bé Khánh Chi thì tụi em đã phải mất khoảng 4 tiếng rưỡi. Bé Khánh Chi rất là mệt tại vì là phải đeo cái silicone rất là nặng và lúc mà phát âm rất là khó. Nhưng mà em hỏi là bé có thể hát được không? Bé nói là con làm được. Nên là em đã cố gắng hết sức để có được cái tác phẩm hóa trang nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu cho bé Khánh Chi ạ. Như rất là kỳ công đúng không ạ? Vâng, một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn chuyên gia hóa trang Kim Chi, Kim Mỹ ạ. Chúc mừng mọi người. Quý vị thân mến, và ngay lúc này đây là những giây phút vô cùng hồi hộp. Và Long Chun biết chắc rằng rất là khó khăn để mà ban giám khảo có thể đưa được ra điểm trong đêm thi ngày hôm nay. Bởi vì tất cả số điểm này sẽ quyết định rằng ai sẽ là người dừng chân và ai sẽ là người bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. Thực sự là ngày hôm nay thì em cũng áp lực như các anh chị vậy. Cho nên là chúng mình có thể tự deal với nhau xem là ai là người muốn cho điểm trước được không ạ? Hòa nha. Hòa sẽ cho điểm trước. Xin mời giám khảo Hòa Minh Di. Vì đây cũng đã là vòng bán kết rồi và đây là một trong những con số điểm mà gần như là cuối cùng của cô Hòa dành cho các đội. Thì lời đầu tiên là cô Hòa muốn gửi lời chúc mừng các con vì trong suốt hành trình qua là các con đã rất là cố gắng và dù sao thì chúng ta cũng mãi là một gia đình của gương mặt thân quen phiên bản song ca 2022 ha. Đầu tiên cô Hà xin đọc số điểm 7 thì cô Hà sẽ xin dành cho bé Gia Như. Số điểm 8 cô Hà xin dành cho bé Khả Hân. Số điểm 9 và 10 thì cô Hà rất là phân vân. Cái này là vừa lý trí mà vừa con tim luôn. Số 9 thì cô Hà xin được dành cho bé Khánh Chi. Số 10 cô Hà xin dành cho bé Bảo Ngọc. À, Lương Vĩnh Hữu hôm nay rất giống luôn. Số 10, 1 và số 12. Hai phần trình diễn này vô cùng xuất sắc ngày hôm nay. Số 11 cô Hà xin được dành cho Sĩ Luân và 12 dành cho bé Nam Phong. Thực sự phải rất là hiểu là cái đêm nay là một cái đêm vô cùng khó. Hai cái điểm cuối nó khó lắm luôn ấy. Hai cái điểm cuối thực sự nó rất là khó khăn mà. Nếu mà được 2 điểm 12 thì chắc chắn là cho hai con luôn. Nhưng mà vì luật của chương trình như vậy nên cô Hòa sẽ phải xét về rất nhiều yếu tố. Xin được chúc mừng tất cả 6 con nhé. Và đặc biệt là chúc mừng Nam Phong đã giành số điểm 12, số điểm cao nhất đến từ giám khảo Hòa Minh Di. Thôi em nghĩ là phần khó nhất là mình dành cho khách mời hai anh Nghĩa ha. Ok. Rồi bây giờ thì xin mời anh Nghĩa sẽ cho điểm. Ủa là sao vậy mọi người ơi? Thì em là người công bố điểm số cuối cùng. Thì anh là người ác nhất chương trình hôm nay đó. Và điểm số của chú Nghĩa khác với điểm số của cô Hòa các bé ạ. Có khác nha. Số điểm 7, mong rằng con sẽ đừng buồn vì số điểm này của chú Nghĩa. Bởi vì đó là cái cảm nhận của chú Nghĩa trong đêm nay. Số điểm 7, chú Nghĩa xin được dành trên bé Khánh Chi. Số điểm 8, chú Nghĩa gửi đến bé Khả Hân. Số điểm 9, chú Nghĩa gửi đến Gia Như. Điểm 10, gật gật đầu là biết mình sẽ là con điểm đó luôn á hả? Đúng rồi, bé Bảo Ngọc. Đúng, hai tiết mục cuối cùng là hai tiết mục làm cho chú Nghĩa rất là phân vân. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải cân đối trước sau trên dưới trái phải tất cả mọi cái yếu tố để quyết định số điểm 11 dành cho Sĩ Luân và 12 dành cho Nam Phong. Xin cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa. Chúng ta còn một phần cho điểm cuối cùng trước khi đến với phần tổng kết và biết được kết quả chung cuộc.
Và xin mời anh Nguyễn Hồng Thuận. Anh sai quá Long Jun à. Lý ra khi nãy anh phải xin đọc điểm đầu tiên đúng không? Chứ anh nghe hai giám khảo kế bên đọc điểm xong giờ anh cảm thấy hoang mang quá. Giống như mình vô phòng thi xong rồi ra hỏi đáp án hả? A để B. Mình làm C cái là mình thấy chết. Đáp án mình kỳ vậy. Nhưng mà vậy nè, chú nói nghe. Cái là tại vì chú á không có theo sát chương trình từ đầu tới giờ như là hai giám khảo đây. Cho nên là chú chỉ chấm theo cảm nhận của chú ngày hôm nay khi mà chú xem tụi con trình diễn từng tiết mục trên sân khấu ngày hôm nay thôi. Và chú cũng như là chú Nghĩa là chú có một cái tiêu chí, đó là cái gương mặt thân quen là chủ đề chính của mình. Thì tất nhiên chú sẽ chấm theo cái hóa thân trước. Rồi thứ hai là chú cũng là một người từng làm sản xuất cũng khá nhiều chương trình, cho nên là chú cũng sẽ chấm theo cái tiêu chí là chú cảm nhận là cái tiết mục nào mà các bạn dành nhiều tâm huyết cho nó, dành nhiều thời gian để mà tập luyện cũng như là mình đổ mồ hôi vào đó để mình có một tiết mục hay như vậy, thì chú sẽ chấm điểm nó hơi trên lệch một chút xíu. Cho nên là dù bạn nào điểm cao hay điểm thấp thì cũng đừng có giận chú, cũng đừng có buồn nha tụi con, bởi vì mình còn điểm chung kết nữa mà nha. Rồi bây giờ điểm số 7 chú dành cho Khả Hân, điểm số 8 thì chú dành cho Giang Như, điểm số 9 thì Bảo Ngọc, điểm số 10 thì chú dành cho Sĩ Luân. Rồi bây giờ còn hai cái điểm cuối, thì ở điểm 11 và 12 thì điểm 11 chú dành cho Khánh Chi, thì có nghĩa là Nam Phong điểm số 12. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Hồng Thuận. Và quý vị thân mến, như vậy đồng nghĩa với việc là bé Nam Phong đã nhận 3 số điểm 12, số điểm tối đa đến từ ban giám khảo và giành giải nhất tuần này. Nhưng trước tiên trao giải nhất tuần, chúng ta hãy cùng tổng kết lại số điểm sau đêm thi thứ 10. Và ngay lúc này hãy hướng mắt lên màn hình. Sau đêm thi thứ 10, tổng điểm của cả 3 giám khảo. Xin chúc mừng Khả Hân 23 điểm, Gia Như 24 điểm, Khánh Chi 27 điểm, Bảo Ngọc 29 điểm, Sĩ Luân 32 điểm và nhất tuần này là Nam Phong với 36 điểm. Trước khi đến với tổng điểm của cả 10 đêm thi thì xin mời Nam Phong tiến ra sân khấu để nhận giải nhất tuần trước Nam Phong nhé. Một tràng pháo tay thật lớn cho Nam Phong. Hôm nay trong đêm bán kết mình lại tiếp tục giành được một giải nhất tuần. Thì chú rất muốn nghe những chia sẻ của con tại lúc này. Đối với con thì cảm xúc lúc này thì con cảm thấy rất là vui. Tại vì là sau bao nhiêu cố gắng này, mình tập đu dây, mình tập tuồng cổ thì nó cũng khá là khó đối với con. Tại vì đây là một loại hình nghệ thuật mới, nên là mà khi con làm được mà con được giải nhất tuần thì con cảm thấy rất là hạnh phúc. Và con biết ơn mẹ con đã giúp đỡ cho con trong quá trình vừa qua. Con hãy tự hào về thành tích của mình ngày hôm nay. Xin chúc mừng Nam Phong đã giành giải nhất tuần thứ 10. Xin chúc mừng con. Và quý vị thân mến, chỉ có 4 thí sinh cao điểm nhất trong tổng cả 10 đêm thi sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng. Nhưng mà chú Long Jun hy vọng là các con hãy lấy đó làm động lực để mình tiếp tục hàng ngày mình cố gắng hơn để mình chinh phục những cái đỉnh cao mới các con nhé. Cái hồi mà tôi bị loại á mọi người, khi đến được chung kết tôi vẫn diễn Hồ Nguyệt Cầu Hòa Cáo, cái diễn lố luôn. Nên bạn nào mà không được vào á, lấy tiết mục nào khó nhất cho cô thì hay vào để là thí sinh yêu thích nhất cho cô Hòa nha. Đúng, cho nên là các con dù cho các con nha, không phải được chính thức tranh tài nhưng các con vẫn sẽ là một bạn được trình diễn trong đêm. Đúng đó rồi. Như tất cả những bạn còn lại, không sao cả nhé. Và quý vị thân mến, ngay lúc này hãy hướng mắt lên màn hình. Đây chính là điểm tổng sau 10 đêm thi, xin mời. Quý vị thân mến, sau 10 đêm thi, điểm của thí sinh Bảo Ngọc 271 điểm, Sĩ Luân 276 điểm, Nam Phong 277 điểm, Gia Như 280 điểm, Khả Hân 297 điểm và Khánh Chi 309 điểm. Và điều đó đồng nghĩa với việc xuất hiện trong đêm chung kết để tiếp tục tranh tài gồm có bé Khánh Chi, bé Khả Hân, bé Gia Như và bé Nam Phong. Quý vị thân mến, đêm thi sau đêm chung kết xếp hạng của chúng tôi hứa hẹn sẽ đem lại vô cùng nhiều những điều bất ngờ và chắc chắn là sẽ đem đến cho quý vị những giây phút vô cùng là thư giãn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Tiết sau.
Quý vị thân mến, hãy đón xem đêm chung kết xếp hạng của Gương Mặt Thân Quen năm 2022 được phát sóng sau lúc 21:15 trên kênh VTV3. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.